Rồi em ăn cho đi. Bài không biết à? Nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng nữa, chỉ một mùa chỉ có một người yêu nhau. Ở nơi ấy đã giờ chẳng nhân nhớ quanh đâu một mái tranh nhà một nhà sàn nhìn vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cái nhà cha vì khi xuân lên vài sợi dây đã đá yeah.
cha mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.